đến với vấn đề này, mời các bạn đến với một thông tin khác. Đó là một cái bức thư nhỏ của Nguyễn Đình Thục gửi cho Giáo Phận Vinh. Bức thư có nội dung như sau: thư ngỏ tình hình năm 2017, kính gửi quý cha và cộng đoàn các giáo xứ, quý vị đang đấu tranh cho một Việt Nam công bằng, dân chủ, văn minh. Các cơ quan ngoại giao, tổ chức xã hội dân sự đấu tranh chống bạo quyền, quý báo đài và toàn thể quý vị. Con là GV, là John Bautista đó các bạn. Nguyễn Đình Thục, linh mục quản sứ Sông Ngọc, Giáo Phận Vinh. Trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2018, mặc dù đang trong tuần tĩnh tâm của giáo phận, nhưng cho con xin chúc quý cha, cộng đoàn và toàn thể quý vị yêu chuộng hòa bình, nhiều sức khỏe, thành công và nhận được muôn vàng hồng ân của Thiên Chúa. Năm 2017 là năm có nhiều biến động lớn trong đời sống của giáo hội và của các anh chị em thân dấn thân để đấu tranh. Có những lúc cả giáo phận, giáo xứ Sâu Ngọc và bản thân con phải đứng trong tình thế rất khẩn trương, nguy nan. An nguy của con và các anh em thực sự là vấn đề đáng ngại. Tuy nhiên năm qua cũng là năm được đánh dấu có nhiều thành tựu đối với phong trào đấu tranh. Đó là năm mà Đức Chúa Cha đã đưa con đến với nhiều anh chị em dân chủ, kể cả ở trong và ngoài nước. Một năm mà bề trên, các cha và các anh chị em đã dấn thân cho các hoạt động của giáo hội, của xã hội, đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, đấu tranh cho một xã hội công bằng, chống chế độ cộng sản cường quyền áp bức. Năm 2017 cũng đã ghi dấu ấn kết quả của những nỗ lực mà chúng ta đương đầu với nhà cầm quyền cộng sản. Hoạt động khởi kiện Formosa theo đường hướng của bề trên đã gây tiếng vang rất lớn. Cả thế giới đã biết đến và đồng hành với người Kitô của Giáo Phận Vinh. Đồng hành với con và với các anh chị em, nhất là sau hành trình vất vả ngày 14 tháng 2, sự phản kháng của xã hội mà anh em Kitô giáo là nòng cốt đã trở thành phong trào lan rộng trong Giáo Phận Vinh. Như việc là bao vây gây sức ép tại Công an Quỳnh Lưu, Công an Diễn Châu, Ủy ban huyện Lộc Hà của Hà Tĩnh. Và cũng qua những thành tựu to lớn này, cả thế giới tự do đều biết đến tình thân, tinh thần phản kháng, yêu chuộng hòa bình của giáo phận chúng con. Nhờ được bề trên trọng vọng, bất kể sự kiện nào Đức Cha đều có con tham dự, kể cả những sự kiện đặc biệt trọng đại như tiếp các ngài đại sứ của Đức Pháp G4, con cũng được cho gọi. Hiếm mỗi khi chính quyền cộng sản lại ngăn cản các phái đoàn này nên không gặp được. Con cũng đã được mời tham gia nhiều diễn đàn, gặp nhiều nhà hoạt động trong môi trường quốc tế, cơ quan ngoại giao các nước, đặc biệt là các anh em Việt Tân tại Đài Loan. Các bạn nhớ các anh em Việt Tân Đài Loan. Cũng nhờ thế mà tên tuổi của Giáo Phận Vinh, giáo xứ Sông Ngọc nhờ đó cũng trở nên nổi tiếng, nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chia sẻ giúp đỡ về tinh thần và kinh phí. Nhờ thế mà giáo xứ chúng con đã vơi bớt đi nhiều khó khăn, thiếu thốn do bạo quyền. Con cũng đã được anh chị em hải ngoại, anh chị em Việt Tân lo toàn bộ kinh tài mà suốt cả đời bần hàng còn lại cũng dùng không hết. Con đã nhờ người Tâm Phúc gửi ngân hàng nước ngoài để lo cho được cho giáo xứ về sau khi con có trắc trở. Tuy nhiên chiêu bài của cộng sản và bạo quyền hiện tại là rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến con đường đấu tranh của dân chủ ở Việt Nam. Cái thư ngõ này rất là dài, khoảng chừng hơn trang A4. Vâng, thưa các bạn, đây là thư ngõ của Nguyễn Đình Thục gửi cho Giáo Phận Vinh. Đây là chữ ký của ông ta. Vâng. Nguyên nhân mình đọc lại lá thư này bởi vì trong lá thư này nó có một cái điểm đặc biệt, đó chính là việc một linh mục của Giáo hội Công giáo Roma gọi tổ chức khủng bố Việt Tân là những người anh em. Như vậy ở đây chúng ta thấy rất rõ là việc một tổ chức tôn giáo, một tu sĩ của một tôn giáo đang có câu kết với tổ chức khủng bố Việt Tân, một tổ chức mà mới đây Tòa án Nhân dân của Việt Nam đã kết án hơn 120 năm tù cho những kẻ tham gia khủng bố
bom tại nhà ga sân bay để khủng bố và giết hại người dân Việt Nam chúng ta. Như vậy chúng ta thấy được rằng có sự câu kết giữa đức cha bề trên của Nguyễn Đình Thục, đó chính là giám mục Nguyễn Thái Hợp và Nguyễn Thái Hợp, với tổ chức khủng bố Việt Tân. Sự bắt tay này đã quá rõ ràng thông qua thư ngỏ của Nguyễn Đình Thục. Do cái tiền đề đưa ra đó chính là đã là tu hành thì chỉ nên tu hành và đừng động đến chính trị. Thì ở đây cái tên Nguyễn Đình Thục này đó, là một cái tên đê hèn, đó, một tên đê hèn đó, bẩn thỉu, phải nói như vậy đó. Không phải là nó tự thú, không phải là nó than vãn, không phải là nó hối cải, cũng không phải nó tường trình, mà nó chơi trò ván bài lật cửa đó, chậm chết chúa của băng hà. Nếu bề trên của nó mà không che chở cho nó, không gọi là chống lưng cho nó, thì coi như nó khai tuốt tuột tuột, tao chết mày cũng chết theo. Cao điểm đó là bề trên của nó đã triệu tập nó vào tòa thánh và đã nói lên một số vấn đề, trong đó có một vấn đề là đã làm việc với chính quyền Việt Nam. Và chính quyền Việt Nam, trong những lần buổi làm việc đó, thì chính quyền Việt Nam đã có mà đề nghị là xử lý một số chủ chăn ở giáo Phượng Vinh mà đã có những cái hành động vi phạm pháp luật. Thì một số chủ chăn trong đó có tên Nguyễn Đình Thục này. Và như vậy thì chúng ta cũng hiểu rằng tòa thánh giáo Phận Vinh cũng đã đồng ý với lời đề nghị của chính quyền Việt Nam. Đó. Bản thân tên phản động Nguyễn Đình Thục này đó, nó cũng đã đặt vấn đề trong bức thư ngỏ là sau khi nó được bề trên triệu tập thì nó thấy rõ điều gì ở trước mắt và chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Điều gì trước mắt? Đó là bốn bức tường lao lý. Đó là đứng trước vành móng ngựa để trả lời những cái tội lỗi của nó đã gây ra cho cái sự bình yên ở khu vực miền Trung. Trả lời trước pháp luật, trả lời trước nhân dân về cái hành động chia rẽ khối đại đoàn kết tôn giáo.